Quan xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ford Everest, là một chiếc xe gầm cao 7 chỗ với không gian ngồi rộng rãi, tính năng an toàn, khung gầm chắc chắn, rất đáng để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm với chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là Ford Everest phiên bản Titanium, một phiên bản này bản 2 cầu, bản full, sản xuất năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên chính chủ biển Hà Nội. Và xe được trang bị rất là nhiều tính năng như chìa khóa thông minh, bấm nổ, cửa lock, rồi điều hòa 3 vùng, 2 vùng, 3 dàn, rồi là hệ thống ghế chỉnh điện, cam lùi. Và xe đã lăn bánh với quãng đường là hơn 7 vạn, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cho anh chị và các bạn có thể check test kiểm tra. Với phần đầu xe thì xe được trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi, rồi là những chi tiết giải đèn LED định vị hay là những phần mặt ca lăng của chiếc xe. Anh chị và các bạn có thể thấy nó rất là hầm hố và mạnh mẽ. Tính năng an toàn thì nó vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảm biến trước sau, mâm thì trang bị mâm hợp kim, và một dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn anh chị ạ. Dọc thân xe thì nổi bật với những chi tiết như là bi turbo, mang cá, hay là những cái phần bậc lên xuống là bậc cứng này, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảnh báo vượt trên gương. Đấy. Tổng thể chi tiết sơn si ngoại thất của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Các đường led của nó thì vẫn giữ được độ đẹp từ form dáng đến những cái tính năng công nghệ an toàn trên chiếc xe nó rất là nhiều. Đuôi xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn những cái trải nghiệm như là hệ thống cảm biến cam đùi và có cốp điện. Xe thì cũng có chức năng cho anh chị và các bạn như là đá cốp khi mình cầm chìa khóa trên tay. Và cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi khi mà anh chị và các bạn không sử dụng đến hàng ghế thứ ba. Mình có thể gập xuống bằng cách là gập điện đây. Nó có chức năng gập điện và mở điện cho anh chị và các bạn rất là nhẹ nhàng chỉ bằng một nút bấm. Cái điểm cộng của một chiếc xe 7 chỗ trong cùng phân khúc thì hiện tại chưa có chiếc xe nào có được những cái tính năng như này. Đấy. Trần xe với những phần cửa gió điều hòa hay là cửa sổ trời toàn cảnh. Đây là những cái đường nét về chất lượng keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì anh chị và các bạn xem và cảm nhận cùng em. Đánh giá xem xe nó có hoàn hảo hay không, anh chị và các bạn có thể nhìn qua những đường chi tiết này. Và với những anh chị và các bạn mà không có kinh nghiệm xem xe thì em có lời khuyên, mình hãy mang xe vào hãng, phòng bố bên thứ ba mình tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mà đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Các đường nét về mấu lối cũng như là mép cản của chiếc xe nó vẫn rất là hoàn hảo. Với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi vào khoảng 6,97 lít cho đường kết hợp, 9,26 lít cho đường trong khu đô thị, 5,62 lít cho đường ngoài đô thị. Với cái phần chi tiết về cánh cửa thì anh chị có thể nhìn qua, bác chủ thì cũng đã nâng cấp như là bình chống cháy này, hay là những cái chi tiết về táp đi cánh chìa cửa của chiếc xe là bọc da, và với những đường led chỉ khâu của chiếc xe là vẫn còn rất là đẹp. Keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Đấy. Rồi là những cái phần con ốc bản lề. Những điểm để đánh giá được chất lượng của chiếc xe thì em cũng cố gắng quay rõ cho anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn chưa xem rõ phần nào trên chiếc xe, hãy liên hệ trao đổi cùng em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Đây là những cái phần như là chất lượng ghế ngồi của chiếc xe với ba tựa đầu, hay là những cái phần bề mặt ghế da, hay là những cái phần chi tiết má ghế của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận một chiếc xe lăn bánh quãng đường là hơn 7 vạn km. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có những cái gì, anh chị và các bạn hãy cùng tham khảo với em ngay sau đây. Với phần cánh cửa thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn các phím chức năng lên xuống kính, và hệ thống chỉnh gương thì nó sẽ nằm ở bên trong này anh chị này. Có hệ thống cảnh báo lệch làn thì nó đều ở trong này anh chị nhé. Rồi là vô lăng thì có giới hạn tốc độ này, rồi là phanh khoảng cách, rồi là hệ thống set các phím chức năng điều chỉnh cụm đồng hồ hiển thị thông tin phía sau đây. Hay là màn hình của chiếc xe thì được trang bị là màn hình Selexis, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đề nổ start top, hay là hệ thống như là hỗ trợ lùi chuồng ghép ngang, chống chân trượt, hay là chỉnh cầu, rồi các chế độ đường để anh chị và các bạn có thể là lựa chọn. Đấy, đây là chất lượng ghế ngồi, ghế lái, ghế phụ của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua với em. Một chiếc xe rất đẹp và hoàn hảo.
chính chủ sử dụng từ đầu. Bác chủ thì cũng nâng cấp cơ bản là hệ thống cam hành trình cũng như là dán kính thảm trải sàn thôi. Chứ còn về độ đẽo thì cũng không có độ đẽo gì cả. Tất cả đều là nguyên bản theo nhà sản xuất. Và phần máy móc của chiếc xe thì nó như nào thì em mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua với hệ thống máy móc của chiếc xe. Với cô động cơ của chiếc xe này thì nó đã sử dụng là cô động cơ là máy 2.0 biturbo. Nhưng phiên bản trước đây thì nó sẽ sử dụng là động cơ máy 2.2. Đấy, đây là những cái chi tiết máy móc của chiếc xe. Với máy mới thì xe nó sẽ có hiệu suất hoạt động của chiếc xe nó sẽ tốt hơn. Với chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu sản xuất là năm 2020, đăng kiểm phí đường bộ của chiếc xe đến tận tháng 5 của năm 2025. Với mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với 965 triệu, giá vẫn còn giảm và tương đương cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.